xin chào các bạn nhá. Hôm nay là mình đây. Chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ nhá. Thì vẫn là một cái tập đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái trải nghiệm, đó chính là thử treo điện thoại lên chiếc diều này và mình sẽ đua lên cao các bạn nhá. Không biết là nó có làm sao không nữa. Bây giờ mình sẽ buộc luôn để không làm mất thời gian của các bạn nữa, thì mình sẽ buộc luôn nhá. Ok. Ok các bạn ơi, thì mình đã treo chiếc điện thoại của mình lên chiếc diều rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đâm luôn. Không biết nó làm sao không nữa các bạn ạ. Nếu mà nó làm sao thì chiếc điện thoại của mình nghĩ là rơi xuống cánh đồng này thì nó sẽ không sao đâu. Mà mình buộc chặt vào rồi, mình mong mọi chuyện sẽ ổn các bạn ạ. Khi mà chiếc diều này đâm lên thì mọi chuyện sẽ ổn, không xảy ra những cái điều gì nó bất lạ, nó bất thường các bạn nhé. Mình sẽ chỉnh cái nhào xuống một tí để có thể mà khi mà nó lên cao thì nó sẽ đỡ bị đâm đầu về đằng trước, có nghĩa là nó nặng đầu các bạn nhé. Cọc một chiếc điện thoại này, nếu mà có hai chiếc thì cọc thôi một chiếc nữa sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ đâm từ phía xa các bạn ạ. Nhấc không phải nhấc xuống. Bây giờ mình sẽ nhờ hai em đi đâm cho các bạn nhé. Đấy, hai em đâm cho anh đấy. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đâm lại nhá. Nãy giờ thì nó lỗi tại là nó nặng đầu các bạn ạ. Treo cái điện thoại lên đầu nên là nặng. Bây giờ mình sẽ buộc cục đất xuống bên dưới rồi. Bây giờ mình sẽ đua lên nhá.
bạn ơi, vui quá, bây giờ mình sẽ tiếp tục thả một lần cuối cùng các bạn nhá, để có thể kết thúc cái video ngày hôm nay. Bây giờ thì em đi xuống tít cái đoạn kia và bây giờ chạy với tốc độ bạt thở nhá. Các bạn ơi, sau khi một hồi mà nó bay thì vừa xong là lúc mà mình đang bay nó rơi mất cục đất xuống dưới, nên là bây giờ mình sẽ trang bị lại cục đất nha. Thì cả tuần có mỗi một cái buổi chủ nhật các bạn ạ, nên là mình sẽ tiếp tục đua tiếp nha các bạn nha. Chứ không mấy ngày nữa thì mình lại phải đi làm rồi. Mình đi làm cả tuần cơ. Hẹn gặp lại các bạn ở chủ nhật sau. Bây giờ mình sẽ đâm thân nữa, cuối cùng đi ra tại đây nha. Em đi đập đi. Khi mà treo điện thoại lên diều, tôi cảm thấy là nó hơi khó một chút, tại là chiếc diều của mình nó yếu các bạn ạ. Thôi thì video của mình đến đây là kết thúc các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay, thú vị và các bạn hãy cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh
để ủng hộ kênh mình. Và sắp tới mình sẽ làm nhiều cái ý tưởng nó hay hơn, độc lạ hơn nữa nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhá. Bye bye.